Xin lỗi cả nhà, bữa hôm nay cho Vuông được cái phép là đội mũ. Tại nhiều bây giờ hiện tại giờ Vuông đang có một cái chứng bệnh lạ, Vuông cũng không biết là bệnh gì luôn á cả nhà. Thì cả nhà cũng thông cảm. Thì Vuông là phải bắt buộc phải đội mũ. Vuông xin chào cả nhà đã đến tới video của Vuông. Vuông chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Hiện tại giờ thì Vuông đang ở cái con đường này là con đường 16 tháng 4. Thì từ cái kia là bùng binh 16 tháng 4 mình chạy thẳng qua anh đây. Thì cái con đường này là đường 16 tháng 4. Xuống dưới kia là cái bãi biển Bình Sơn. Hiện tại giờ là Vuông đang đứng ở một cái siêu thị Vinmart. Thì ngày hôm nay thì Vuông sẽ dẫn cả nhà thưởng thức một cái món ăn gọi là cơm gà. Và bên kia thì có một cái quán cơm gà. Thì mình không biết được. Thì ở đó bán cơm gà còn cái món gì nữa. Thì mình sẽ dẫn cả nhà tới đây và thưởng thức thử cái món ăn đó. Thì bây giờ thì Vuông sẽ bắt đầu đi qua bên kia nha. Thì ở đây là một cái bên hông của siêu thị. Thì ở đây thì mình thấy cái bảng này: cơm gà, cháo hàu, cháo gà, gà xé, gà kho xả ớt nữa cả nhà. Thì ở đây thì có một cái số điện thoại, ví dụ mà ai liên hệ và đặt, nếu như mà mình đặt bao nhiêu hộp thì có số điện thoại và bảng hiệu ở đây. Thì cả nhà hãy ghé vào đây mua ủng hộ. Và bây giờ Vuông sẽ vô đây và hỏi thăm. Ôm chào chị. Dạ. Dạ, chào chị. Ờ, còn gì ăn không chị? Cơm gà, cháo gà thôi à. À, cơm gà, cháo gà hả? Gà luộc là gà kho. Dạ. Bây giờ chị cho em hai dĩa cơm gà hay chị? Ăn gà luộc là gà kho sớm. Hả? Bạn ăn gà luộc hay là gà xào xáo? Gà luộc hả chị? Hai dĩa gà luộc. Ở đây là mình bán cái này á, là chị bán là từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Chị bán sáng trưa 2 buổi. À, sáng trưa là 2 buổi luôn hả? Ừ. Là bán từ sáng miết tới trưa luôn hay sao? Ừ, chị bán sáng trưa luôn. Vậy thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Thì có gì cả nhà tới đây ghé ủng hộ bà chị. Mà hồi nãy vô em cũng quên đi. Chị tên gì cho để biết tên chị luôn. Chị tên Thí. Thí hả? Đây là quán cơm của chị Thí. Thì nãy là trước bảng thì có cái số điện thoại á, là mình có thể là ship đồ luôn hả? Đó, chị ship luôn. Ship tận chỗ luôn. Thì có ship luôn á cả nhà. Thì cứ alo và có số điện thoại đó thì cứ kêu chị Thí và ship tới tận chỗ cho các bạn và thưởng thức cái món gà. Thì cái món gà nó như thế nào thì Vuông sẽ review cho cả nhà xem nha. Thì bây giờ thì Vuông sẽ ngồi chờ đợi bà chị Thúy làm cái món gà ra. Và Vuông cũng xin lỗi cả nhà, bữa hôm nay cho Vuông được cái phép là đội mũ. Tại nhiều bây giờ hiện tại giờ Vuông đang có một cái chứng bệnh lạ, Vuông cũng không biết là bệnh gì luôn á cả nhà. Thì cả nhà cũng thông cảm. Thì Vuông là phải bắt buộc phải đội mũ. Tại vì cái đầu tóc thì Vuông người mới hớt tóc thôi. Đó, đẹp trai không bạn? quý vị có thấy mình đẹp trai không nào? Đó. Thì tại vì là nó bệnh lạ chỗ đây này, bạn quay thử sát thử đi. Coi thử cái khán giả có thấy không? Bên này bên này mới nhiều đúng không? Đây. Nói chung là nó đốm đốm không biết là nó bị gì. Thì có nhiều người á thì nói Vuông á là mua rượu á là thoa lên. Giống như là mình tắm mình gội đầu xong á mình lấy rượu mình xối lên đầu. Rồi mình chà là nó sẽ trị bệnh hết. Người á thì nói là viêm da đầu, còn có người thì nói là nấm da đầu. Vuông không biết là hiện tượng gì. Nhưng mà
có người kêu là làm rượu, rồi có người thì kêu Vương là lấy gì trái chanh á cả nhà, trái chanh và với lại muối là trà vô cái đầu Vương là để cho nó sát trùng gì đó. Vương cũng không biết là hai người chỉ Vương, không biết là người nào đúng và người nào sai đó. Thì có gì cả nhà hãy comment cho Vương để Vương biết được những cái cách sử dụng và điều trị cho nó an toàn nha cả nhà nha. Hãy comment bình luận phía dưới giúp Vương. Trời ơi, có con nhỏ này này nó dễ thương này cả nhà. Wow. Chạy luôn rồi. Và có con bé nhỏ ở đây thì đang say mê bấm cái điện thoại và coi, nói chung là tụi trẻ bây giờ thì coi rất là điện thoại nhiều lắm cả nhà. Đó, qua đây chú Biểu này. Sao vậy? Thì ngày hôm nay thì Vương dẫn cả nhà tới đây ăn món gà thôi. Đó, thì chờ tí xíu nữa là bà chị làm ra. Wow, thì đây. Ủa cái gì đây mà sợ sợ gì đây chị? À lá chanh hả? Wow, thì gà lá chanh. Rồi bây giờ thì Vương sẽ thưởng thức. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Wow, ở đây là mình ăn cơm ở đây là có canh lá giang nữa nha cả nhà nha. Đây là canh lá giang. Wow. Là canh gà luôn ha chị. Chân gà, cái đầu gà rồi lấy. Dạ dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn hai trai. Chúc hai trai ngon miệng. Dạ, em cảm ơn chị. Đây thì Vương sẽ thưởng thức thử một miếng nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Wow, bây giờ nói chung là Vương ăn mà Vương đậu mũ thì cũng kỳ quá cả nhà. Không ăn cho Vương nha. Đâu, húp miếng canh lá giang thử coi. Wow, rất là đã luôn cả nhà. Lâu lắm rồi là mình mới ăn cái canh lá gà, là gà lá giang này cả nhà. Wow, nói chung là mùi vị gà lá giang ở đây thì rất là ngon, chua chua, mặn mặn và ngọt ngọt, thì vừa ăn vừa luôn, rất là đã này cả nhà nha. Bây giờ thì Vương sẽ mời cả nhà thưởng thức một miếng cơm gà đó, cơm gà ở Phan Rang nha. Rồi Vương xin mời cả nhà nha. Mùi vị cơm gà ở đây rất là thơm luôn, ăn cực kỳ là đã lắm bạn Dũng. Cái này là mình cái cơm này á hình như là cũng có bỏ một tí xíu muối hay là gì đó mình cũng không biết, hoặc là nêm nếm ở trong nước, nhưng mà nó có mùi vị là mặn mặn tí xíu, mặn mà mặn này á gọi là mặn lợ lợ cả nhà, không phải là mặn ấy. Nhưng mà cái này là mình phải chan thêm tí mắm. Cái đây là người ta gọi là cái mắm này là mắm, không biết là mắm gừng hay là mắm chua ngọt gì đó. Đây. Này hình như là mình nghĩ là cái mắm này là mắm chua ngọt. Có cháu gái thì cũng leo trèo té con nha, đừng có leo nha. Và bà chị cũng cho Vương một cái miếng muối ớt nè, đầu Vương thêm đủ miếng muối ớt nha. Ngon lắm, muối ớt ở đây rất là ngon cả nhà. Giờ đây Vương xin mời cả nhà. Mình nói thiệt một câu, không phải là mình khen ở cái tỉnh Ninh Thuận của Vương nha, nhưng mà sự thật gà ở tỉnh Ninh Thuận của Vương á ăn rất là dai, rất là đã luôn á cả nhà. Thôi bây giờ Vương xin mời bạn Dũng vào ăn chung với mình luôn nha.
Thì bây giờ thì bạn Dũng đã vào rồi. Bây giờ mình cũng mới lau sẵn nè. Cảm ơn. Đó. Thì bây giờ bạn thưởng thức thử cái bây giờ trước tiên đi. Trước tiên bạn thưởng thức thử cái miếng nước gà lá giang. Thì nói chung là gà lá giang mà không thấy gà đâu cả nhà. Chỉ có thấy nước và lá giang, chủ yếu là gà lá giang. Tại sao là vì chủ yếu là mình lấy cái miếng nước ngon, người ta kêu là chủ yếu là nước là ngon nhất. Đó. Gà thì mình có gà ở ngoài rồi cả nhà. Cái đây nước gà mình hầm ở cả nhà. Chắc... bạn hấp thử cái miếng nước đi. Ăn ở đây nó rất là đã luôn, cái mùi vị của. Mời cả nhà miếng gà lá giang nha. Đúng như mình nói không? Cực kỳ là đã luôn cả nhà. Kiểu như ngọt nè, chua chua nè, chua chua của vị lá giang á. Nói chung là vừa ăn luôn á cả nhà. Thật sự là cái nước này rất là ngon á Vương. Bạn thử là cái miếng cứ tự nhiên nha. Đó, và thử miếng cơm nữa nè. Cái mùi thơm bỏ vô miệng là nó bỏ trong miệng luôn. Nó rất là đã. Mời cả nhà cùng thưởng thức với hai anh em mình luôn nha cả nhà. Đúng không? Nói chung là cái cơm này Vương không khô lắm mà cũng không dẻo, cũng không có nhão lắm, kiểu như dừa cả nhà. Nó dẻo dẻo cả nhà. Trong này nhiều có nếp nữa. Đúng rồi, có nếp. Tại vì cơm gà là người ta nấu là khoảng ấy có một tí xíu nếp ở đó, là nó cơm đó, nó vừa dẻo dẻo vừa dai dai, ăn nó rất mà đã. Tại cơm gà đa số ai cũng khoảng bỏ một tí xíu nếp trộn với gạo và làm cơm gà. Đúng rồi. Đó là kinh nghiệm là Vương được biết đó cả nhà. Mà thật sự là cái chỗ quán cơm gà này bình thường nấu rất là ngon cả nhà. Đúng rồi. Vương chung với Vương. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Bà chị bà cho mình 2 ly trà đá nữa này cả nhà. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Bây giờ là Vương xin mời cả nhà nha. Thưởng thức với anh em của Vương. Đây cái gà này này mình chấm với muối ớt các bạn. Ăn rất là ngon. Tôi xin mời cả nhà nha. Cái mình thích là cái nước canh là gà lá giang này cả nhà. Wow. Ở đây là có thêm một mớ rau răm nữa nè và dưa leo nữa. Con gà nó là rau răm đó. Wow, Vương xin mời cả nhà luôn nha. Thịt gà thả dường luôn cả nhà. Ăn nó dai. Cộng thêm bà chị có rất dài miếng lá chanh này. Đúng rồi. Nhai ăn rất là thơm luôn. Ăn rất là thơm. Nếu mà trưa trưa thì ở đây thì bà chị cũng bán cũng buổi sáng với buổi trưa. Thì nói chung là nếu mà mình mà đi làm sớm hoặc là gì đó thì mình tới đây mình ăn một cái cơm gà như thế này này là no miết có trưa luôn đó, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Nói chung là ăn gì ăn thì ăn cơm đó là chắc ruột nhất cả nhà. Chắc xin mời cả nhà luôn nha. Là chắc ruột là nó no dai á cả nhà. Và buổi trưa có thể là mình tới đây mình ăn luôn. Công nhận cả ở đây chắc thì dai đúng không? Dai ăn đã. Wow.
nhiều khi ghim ghim á khó chịu lắm cả nhà. Mình ăn bắp rồi cả nhà cũng thông cảm đi. Quân xin mời cả nhà nha. Cái phía trong con gà có chảy mình ăn cũng ngon lắm. Cái xương không bạn? Hồi đó giờ bạn ăn cái xương trong đó chưa? Mình thích nhất là ăn cái tỉ xương gà. Nhưng mà cái xương gà là những cái xương gà, gà mà gà to thì mình ăn được, chứ còn gà già cứng quá sao mình cắn được. Gà to mình mới cắn nổi chứ gà già quá thì xương nó cứng quá. Đúng không? Đúng không? Mà đa số là cả nhà mà muốn ăn cái xương có cái tỉ đang tông á, rồi cả nhà ăn gà ta thì ngon hơn là mông lịch. Này mình húp thêm miếng nước lá giang nữa. Ăn mà ví dụ mà mình mắc nghẹn hoặc là khô quá cả nhà. Wow. Rất là đã luôn đúng không bạn? Cái nước này nó ngọt cả nhà. Thì ở đây thì Vuông cũng lần đầu tiên ghé đây, nhưng mà ở đây là giờ mình thấy như vậy nhưng mà ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Cơm thì nấu không khô cũng không nhão lắm. Có nhà đó bạn chan mắm vô ăn là vừa ăn luôn đó bạn. Ngon. Nhiều khi có mấy tiếng hơi ồn ồn á, đang bé gái đang ngồi coi điện thoại cả nhà, không có cho điện thoại coi thì nó chạy vòng vòng ở đây xe cả nhà, thì nhiều khi cả nhà cũng không cảm ơn những cái tiếng ồn đó nha. Mà bữa nay mình thấy đa số là điện thoại hay coi điện thoại luôn á. Đúng rồi. Đó là tụi mình làm gì mà có điện thoại mà coi gì, đa số. Đúng rồi. Từ nắng á, vừa biết chạy gì không? Chạy gì? Chạy 50. À. Đó, cái nhà của mình mà đó xét giữa con quê, cái nhà ai cũng có cái niệm bự lắm. Đúng rồi. Vì cho 50 bắn bi rượt bắt nhảy dây, con trai nhảy dây nữa nha. Đó, hài gớm. Nhảy dây nè, rồi cho bún dây thun, tẹt hình, nói chung là cái quá khứ hồi nhỏ rất là vui. Còn lớn lên thì mỗi anh em là có mỗi cái công việc khác nhau và cũng tan ra để đi làm, để nuôi gia đình ở cả nhà. Thì nói chung là chỉ có những cái mùa, ví dụ là mùa Tết này hoặc là mùa lễ gì đó bạn, thì anh em tụ tập lại chơi rất là đông vui. Nhưng mà chơi mà không, mình ngồi mình chơi mình uống nước tám dốc thôi, còn mà chơi mà bắn bi bún dây thun nhảy dây như hồi xưa là không có đâu cả nhà. Vâng, xin mời cả nhà nha. Bữa nay rất dễ, đa số điện thoại mấy cái tòa trò trong gian nó cũng lầm cũng nó phai hết rồi, nó phai hết, không còn cái gì mà để nhớ được những cái điều đó. Nhưng mà đưa ra thì mấy đứa nhỏ nó cũng đâu biết chơi mấy cái trò chơi đó nữa đâu. Đâu biết chơi, bữa nay đèn điện thoại rồi game rồi. Đúng rồi. Không? Nó ra chơi á, nó mệt, ví dụ là cái đó là mình lao động mình chơi mệt á là nó rất là tốt cho sức khỏe.
Nhưng mà cái này là mấy đứa nhỏ này bây giờ là cứ bấm điện thoại thì nó coi á, gọi là không phải là coi điện thoại thì nó có nhiều cái thành phần, ví dụ coi mở mang trí óc, có thể là mở mang được trí óc này, được nhiều cái sáng tạo này và những cái ấy nữa, phải không? Đó, nó rất là hay. Đó, gọi là mạng bây giờ mà. Xin mời, nói nãy giờ canh mà để nguội ăn không ngon đâu bạn, đúng không? Nóng mình hấp lên ngon. Wow, rất là đã luôn cả nhà. Wow. Rất là đã luôn cả nhà. Bây giờ thì Vuông cũng đã dùng xong rồi cả nhà. Thì nói chung là một bữa ăn ở đây thì rất là tuyệt vời. Thì cả nhà có gì tới đây và thưởng thức thử cái món cơm gà ở đây nó ngon như thế nào luôn nha cả nhà nha. Ok cả nhà, thì bây giờ thì cả nhà muốn thưởng thức cái món cơm gà này thì rất là đơn giản. Thì ở sau lưng máy quay á, thì gọi là một cái siêu thị và ở đây thì có một cái bảng gọi là bảng quán cơm ở đây, thì có số điện thoại đây, thì có gì mong cả nhà tới thưởng thức thử cái món ăn ở đây như thế nào và có như là sự thật của Vuông nói hay không. Thì ở đây rất là ăn, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Thì bây giờ thì Vuông cũng xin phép tạm dừng cái video. Thì cả nhà hãy để lấy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vuông có một cái động lực Vuông ra nhiều cái video nữa nha cả nhà nha. Thì bây giờ thì Vuông xin phép tạm dừng cái video và bye bye.